Cố lên, cố lên. Ui, anh Côn mỗi lần ấy được nhiều thế nhỉ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi có một trò chơi cho team của tôi. Đó là tôi sẽ thử thách cả team của tôi vận chuyển bột mì bằng lá bài. Thì nếu mà trong vòng 10 phút anh Côn mới sáng với Vinh vận chuyển được hết 1 kg bột từ bàn này ra bàn này thì sẽ nhận được 1.000 đô từ em. Hiểu chưa? Mọi người hiểu trò chơi chưa? Nhưng mà sẽ không phải dùng tay múc như này mà sẽ phải dùng mồm. Đúng rồi, chuyển ra chưa? Hiểu trò chơi chưa? Rồi. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Ui, anh Côn nhanh lắm thật. Ui, nhiều bột lắm. Ui ôi. Ui, được. Ui, nhiều thế này. Đây là 10 bột. Ui, được rồi, mẹ tiếp được nhiều bột phết. Ui, nhiều đấy. Đổi lại nhé. Lại. Một này mồm rồi. Cố lên. Đừng có cười. Đừng có cười. Anh cười. Cố lên. Ôi, đừng nhiều hơn, nhiều hơn. Tập trung lại, đừng có cười. Cố lên. Ui, nhiều ghê. Anh ghê nhỉ. Ôi. Ôi. 1 phút đã qua rồi, còn 9 phút nữa. Mọi người cố lên. Ui, anh cô bị được nhiều đến nhỉ. Ông cái bột đấy, bọn nó đừng đổ đi nhá. Nhiều phết đấy nhỉ. Phải nhiều quá nhỉ. Cố lên. Một đầy mũi rồi các bạn ơi. Một đầy mũi rồi. Mùi mẹ là nhiều đấy. Mình cố lên. Mẹ là nhiều đây. Ui rồi được. Ôi ngon. Mới mẹ là nhiều đấy. Cố gắng lên. Ui ôi. Mình nhìn này nó nhảy nhiều đấy. Nhưng mà buồn cười bảo là nó thổi hết rồi. Cố lên. Ui, Vinh tàn mồm ấy. Tại dí tàn mồm ấy. Cố lên. Đã được cười cả cả Vinh ấy. Dí tầm mũi hết rồi. Cố lên. Thế này không nhận được 1.000 đô từ tôi rồi. Nhanh nữa lên mới nhận được 1.000 đô. Cố lên. Ôi, nhiều bột thế nhỉ. Ôi. Hay. Cố lên. Cố lên. Ôi, Vinh này. Chuyển luôn. Hay. Dáng dấp dùm là gì đây mắt. Cố lên. Ui, anh Côn mỗi lần ấy được nhiều thế nhỉ. Sao lại được quá. Ông thằng cười em lại, cười em lại. Để mắt đi. Nhìn mặt là mấy như thế này. Cố lên. Thế tôi nói gì nữa. Cố lên. Mày cứ cười lắm, lại là cười. Thành cô chú cánh.
đánh đi, chết con chưa đi. Rồi, sáng di chuyển lên đầu cánh rồi, sáng thu đổi vị trí qua. Đổi vị trí rồi, qua đây. Sáng thì húc nhiều ghê nhỉ. Anh em, tôi cơ đang tưởng tượng mặt của tôi như là một buồn cười. Nhanh, tôi cười nhất này. Sáng du cố lên, thêm 1 phút nữa này. Đừng cười, cố lên. Ui, sáng du đốt đổ hay là không? Cố lên. Ui rồi, nhiều đấy mẹ, nhiều đấy. Bình tĩnh lại. Cố lên. Đừng cười nhá. Cố lên, nhưng mặt sáng kìa. Rồi. Cái con bé cong cong nó bài. Tao đứng xem buồn cười quá các bạn ơi. Anh buồn cười quá, cười. Nước mắt chảy ra như mưa luôn này. Cười khóc luôn đấy các bạn ạ. Ôi Vinh. Bây giờ mặt cả ba ông nào cũng trắng ẩn hết. Cái mặt thái không cả lên mi mắt hết kiểu. Mình chỉ còn mi. Nhanh lên, nhanh lên, nhiều mắt rồi đấy. Cố lên trắng. Cố lên. Sáng đẩy tân mù hết rồi. Sáng đẩy tân mù mấy coi lên đâu. Ông kia khi bị gãy mà. Đâu hết rồi. Cười nhiều đâu cho mắt. Sáng trong tay phải không? Anh đổ cho. Cố lên. Đây là 1 cân trên này còn thừa túi nữa. Cố lên. Rồi. Ok chứ. Nhiều đấy. Cố lên. Ui ui. Mình nhảy hấm nhựa. Nhiều vết này, cái đĩa chuyển ra rừng nhiều vết đấy các bạn. Cô đổ chất kiệm. Nhìn thấy cô đổ chuẩn đấy. Mày nhìn mồm với con kìa, ánh sáng đổ thần môi hết rồi. Mày con đã thần môi, môi mình hết. Anh đưa cứ là gì cho mình cười cơ. Làm cái chẳng quay được cái anh con thần môi. Con nói môi rồi. Ôi, nó đã tắt môi rồi. Tắt môi rồi. Tắt mũi rồi. Bây giờ trời chơi cho này tôi cười chảy ra nước mắt các bạn. Nước mắt kiểu như nó khóc rồi. Cố lên. Cố lên tấm mũi tôi rồi các bạn ạ. Cố lên. Sáng su thì mi mắt toàn bốn bạn lên cả mi mắt rồi. Cố lên. Nhiều ấy, ôi. Nhiều ấy, được ấy. Vinh toàn nhắm mắt lại hết à? Ở Vinh, không mở em bỏ mắt à? Đầy mắt em đây. À, sáng thôi rồi đứng tay hết à? Sáng chưa? Ừ. Cái gì vậy? Toàn nhắm chín mắt lại hết, không dám mở mắt ra, sao anh còn phù mà?
ôi mẹ nhiều đấy, đẹp đấy, như núi luôn. Ui ui trời tàn. Được được. Hay 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 hay. Sau một thời gian chơi thì tất cả anh em đã nhuần nhuyễn các bước rồi các bạn ạ. Sao đổ hết thằng người. Sao mày con mẹ chào chào. Thế nhỉ? Ừ. Ui, phối hợp ăn ý đấy các bạn ạ. Ừ. Mọi người có muốn tôi thử thách gì sáng với anh Côn với Vinh như này không? Các bạn có cái thử thách gì các bạn người cứ comment nhé. Các bạn hôm nay trời mưa gió nên tôi có nghĩ ra cái thử thách này. cho mọi người. Các bạn hôm nay trời mưa gió nên tôi nghĩ ra cái thử thách. Ôi, cái mai đâu ấy, cho đéo ấy để. Rồi rồi. Vậy là đã hết 1kg 1 các bạn nha. Ok. Nhưng mà trên bàn tôi lại rất là nhiều, trên bàn nó chưa hết các bạn nhỉ. Này, còn rất là nhiều luôn này. Còn rất là nhiều luôn nhá. Ồ, mùi mẹ này đầy nữa này. Mẹ ngon đấy. Tôi đụng tay hả? Hay tôi đụng tay hả? Ôi ôi. Vậy là 1kg 1 đã sắp hết. Ôi sao toàn chưa đụng tay, sao có sạch thời gian vậy? Con tần dí mồm, tần dí mồm. Cố lên, sắp xong rồi, cố lên, sắp xong rồi. Đừng cười, đừng cười đi, lật luôn mẻ cuối đi. Áo. Vậy là đã vận chuyển sắp xong 1kg 1 rồi, chỉ còn tí này thôi. Ôi, vậy là sắp xong rồi, còn một mẻ cuối cùng. Cố lên. Yeah. Ok. Rất thủ hộ. 3 người trong team tôi vận chuyển hết 1kg 1 trong vòng 14 phút nha các bạn nhá. Đã vượt quá thời gian quy định rồi. Thì vậy là không nhận được 1.000 đô nhá. Nhưng mà sau trò chơi này là anh Côn mặt trông như con khỉ luôn. Mặt đang con khỉ luôn. Bôi bột nó chẳng con khỉ luôn. Chẳng ở. Mình cũng thế sáng thế ra chẳng thế. Ba anh em ai là người không, anh con cười cho con lớp nhắn đi. Sao chú cười con lớp nhắn. Sao chú gì mà hơi mắt này. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi nhưng mà chơi trò này rất là khó. Độc thở mạnh một cái à. Đấy. Cười, mình cười hơi nó phụt ra. Thở một tí thôi là hơi bắt đầu hơi phụt một cái là mình vẫn cười và cả lũ cười ầm lên rồi. Bắn cười đây mặt kia. Thì hôm nay trời mưa gió nên tôi quay một clip thử thách những thành viên trong team của tôi vui. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Và mọi người có ý tưởng gì để thử thách mấy anh em trong team nữa thì mọi người cứ comment bên dưới nhá. Cảm ơn tất cả bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả bạn.